Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Ranger nhé, dòng xe bán tải, luôn là cái dòng xe mà bán chạy số 1 tại Việt Nam. Hiện tại thì cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ở thời điểm này hôm nay thì cũng chưa được thực hiện, và cũng không biết cái thời điểm nào cái dự thảo giảm 50% lệ phí trước bạ được phê duyệt. Thì em vẫn cái tạm tính và có những cái chính sách giảm sâu nhất để cho anh em nào đang quan tâm tìm hiểu dòng xe Ford Ranger này sẽ có thể nắm được. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm gần 100% lệ phí trước bạ. Có những cái phiên bản giảm 100% lệ phí trước bạ cho anh em. Anh em hoàn toàn có thể là cân đối lấy xe ở thời điểm này và đi đăng ký ngay anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà thực sự quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện cho em, thì em sẽ có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em. Hiện tại Ford Ranger được bán ra thị trường với 6 phiên bản, bao gồm có 4 phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam, là bao gồm phiên bản XNS 1 cầu, XNS 2 cầu, phiên bản Sport và phiên bản Quai-trách. Còn các phiên bản Storm-trách và phiên bản Raptor là các phiên bản được nhập khẩu nguyên chức từ Thái Lan anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Ranger XNS 4x2AT. Bản này được lắp ráp tại Việt Nam nhé. Thì với cái chính sách giảm tiền mặt cũng như tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Hiện tại thì những cái phiên bản này đang cam kết giá bên em đang bán dưới chính sách cho phép, thì có cái tổng lăn bánh cũng rất là thấp, thì anh em hoàn toàn có thể là nhìn qua cái tổng lăn bánh để biết được cái mức giá ở thời điểm này đang rất là tốt anh em nhé. Hiện tại cái phiên bản này thì với cái mức giá giảm thì cũng gần 100% lệ phí trước bạ cho anh em rồi anh em ạ. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 721 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Anh em ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 712 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói. Ở thời điểm này, anh em cảm thấy phù hợp với cái tổng lăn bánh em đang chia sẻ thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ hình dung được con số cần chuẩn bị anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Ranger XNS 4x4AT phiên bản 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 776 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến gần 100% lệ phí trước bạ anh em ạ. Vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Với những cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt như thế này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 785 triệu, trả góp thì đang là 167 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 776 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Với cái mức ưu đãi và cái mức quà tặng thì bên em đang hỗ trợ rất là tốt. Còn anh em nào muốn biết chi tiết và giá cạnh tranh thì anh em vui lòng gọi điện cho em, thì em hỗ trợ anh em một cách chi tiết và cụ thể hơn anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Ford Ranger Sport. Bản này thì đang có mức giá là 864 triệu. Cái chính sách ở thời điểm này thì cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 100% lệ phí trước bạ anh em nhé, lên đến 100% lệ phí trước bạ. Vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 869 triệu. Trả góp thì đang là 185 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 859 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Đó. Hiện tại với cái phiên bản Sport này, anh em phải đặt xe nhé. Thì thực sự thời điểm này nó cũng không có sẵn xe. Và bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt cho anh em lên đến 100% lệ phí trước bạ rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp, muốn lấy xe sớm thì vui lòng gọi điện cho em. Để em sẽ kéo xe về sớm nhất để cho anh em có thể là giao sớm trước ngâu cho anh em nhé. Hôm nay cũng đã là ngày mùng 1 tháng 8 rồi. Thì đâu đó thứ 7
tuần này là có một xe màu trắng về để giao ngay, còn những cái xe màu khác thì sẽ không kịp anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Ford Ranger Wildtrak. Bản này thì đang có mức giá là 979 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thực sự là nó cũng có cam kết giá, đâm là thời điểm trước thì em cũng báo luôn được cái giá giảm, nhưng thời điểm này em bán dưới chính sách cho phép, nên là em rất mong muốn là có những quý vị khách hàng thực sự quan tâm và thiện chí thì gọi điện cho em, thì lúc đó em báo cái giá nó sẽ chi tiết và cụ thể hơn, đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 988 triệu, trả góp thì đang là 211 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là anh em ở tỉnh thì đang là 976 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Đây là cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak. Nếu cái bản này mà được giảm 50% lệ phí trước bạ nữa thì anh em tiết kiệm lên đến 35 triệu. Thực sự là con số rất là lớn, với em nó đang rất là lớn rồi. Thực sự là thời điểm này mà cái chính sách thuế nó chưa rõ ràng, mà anh em đợi hay không đợi, đấy là tùy vào sự lựa chọn của anh em thôi. Còn đâu em chia sẻ với cái mức ưu đãi tốt nhất của đại lý bên em, còn nghiễm nhiên là cái chính sách thuế là của nhà nước thực hiện thì nghiễm nhiên là anh em được lợi, còn đâu anh nhà nước không thực hiện thì anh em bắt buộc phải áp dụng với cái chính sách hiện tại thôi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, bản thứ năm, đó là cái bản Ford Ranger Stormtrek. Bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại thì chính sách giá bán cũng đang rất là tốt anh em nhé, vẫn giảm tiền mặt, vẫn tặng phụ kiện. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 077 triệu, trả góp thì đang 229 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 064 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Đó, đây là cái tổng lăn bánh của phiên bản Ford Ranger Stormtrek. Và bên em cũng có đủ màu sẵn giao, anh em nếu cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Và cuối cùng là cái bản Ford Ranger Raptor, phiên bản cao cấp nhất của nhà Ford Ranger này. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 299 triệu. Nếu anh em lấy những cái màu như là màu xanh xám thì bắt buộc phải cộng thêm 7 triệu nữa anh em nhé. Đó, còn các màu còn lại thì không bị cộng. Sau khi trừ tiền mặt lên đến gần 100% lệ phí trước bạ, cũng như là vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 326 triệu, trả góp thì đang là 281 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 310 triệu, trả góp thì đang là 265 triệu. Đó, ngoài ra thì bên em vẫn có những cái phần quà vô cùng đặc biệt khi mà anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Ford Ranger ở cái thời điểm tháng 8 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi bảng tính nhân bánh, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung con số cần chuẩn bị và sẵn sàng là vào cọc anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất, mà mỗi khi có biến động thị trường thì em sẽ chia sẻ và cập nhật, thì anh em sẽ có thể là nhận được thông báo và xem video mới nhất của em anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.